Hello, Lisa kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ tư, 16 tây tháng 5 năm 2018. Chương trình khoa dương trí số 341 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời toàn thể quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc rap của những em trẻ tuổi đã nhìn ra sự thật về thời mà Việt Nam Cộng Hòa, đó là Sài Gòn đẹp lắm, nhạc rap. Mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe nha. Đây là những em còn rất là trẻ. Xin lớn lên. Đây là nơi we international. So game 454. Yeah, psycho, let's go. I got the whole world screaming out Vietnam, getting recognition for my people I put on. Made it back home and now I'm cruising through Saigon. Trust that you don't want that, best that bygone be bygones. I've been on this hustle, ain't nobody can knock that. Took a whole decade to see people start to react. Through the struggles, motivated, elevating your mind. A whole new generation with stories that just like mine. Adapt to the game, cause time slowly it changes it. But after said and done, the money speaking all languages. Used to be ignorant, but now I see it differently. There's a bigger picture in this world than just you and me. Believed in myself, next you know it, I'm here. Years after years, so many trials and errors. We getting lifted and proving this ain't no gimmick. Cuộc sống cùng người Việt Nam, we stay winning to the end. Yeah, yeah. Bao 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 đã thích sau bầu không khí của Sài Gòn. Sài Gòn còn tớ cổ, tớ nhớ Sài Gòn xưa. Sài Gòn rất đẹp, Sài Gòn. Đây là nơi sống còn, là nơi tôi sinh và nơi tôi chết. Giờ tao nói cho tụi mày nghe về Sài Gòn nơi tôi sinh. Mọi người sống vì đồng tiền và mỗi người là một người lính. Các em gái như trong thực sinh nhưng 12 tuổi đã không còn chính. Các quý tử trở thành giang hồ khi xung quanh không còn đường binh. Tao nhớ Sài Gòn xưa khi người thầy vẫn chưa phạm pháp, vẫn đi dạy nói về chuyện đạo đức giả thưa, đó là ngày xưa. Còn bây giờ mọi chuyện đổi khác, các học sinh muốn được tốt nghiệp phải dùng thân mình để đổi chác. Để tao đưa mày xuống quận 5 và đó là nơi khu tôi sống. Năm thanh nữ tú chạy xe với hàng nguội luôn ở bên trong. Cẩn thận với cách mày sống và cẩn thận khi mày chạy rong, bởi vì tao đã thấy được cảnh 15 thằng đập một thằng tay không. Cẩn thận nhìn trước ngó sâu khi mày đang ở trên đường phố. Người mày sợ không phải thằng cướp mà đó là thằng Popo, nơi bán hàng massage động tĩnh. Tao thấy nó đi ra đi vô, để cá tao nạp thế tôi cũng để làm đẹp cho Sài Gòn. Tao đã thích sơ bộ quân chính của Sài Gòn. Sài Gòn còn tốt cổ, tao nhớ Sài Gòn xưa. Sài Gòn rất đẹp, Sài Gòn. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn xưa. Việt Nam, win it to the end. Sài Gòn không bao giờ ngủ, bởi vì tiền không bao giờ đủ. Bầu không khí của đất Sài Gòn vào cuốn phổi, bao nhiêu khói xám vào bụi đều bị nước miếng tao cuốn trôi. Nhắm mắt lại giữa lá sâu, rồi khi thở toàn ra flow. Rong ruổi dưới chơi trời nắng, da vàng đã trở thành da nâu. Sài Gòn này vẫn rất đẹp vì tao đã quen với những cái xấu. Người lao động luôn quẩn kiếp nghèo, tự hỏi cuộc đời sẽ đi về đâu. Lũ con nít mở miệng chỉ thề đủ này đủ nọ trong từng câu. Ra đường cũng thấy tai nạn, ngay lập tức trở thành rebo. Tao đang chạy xe trên phố, tao chạy xe như vườn địa hình. Hết lô cốt rồi tới ổ gà, xe buýt tấp vào thật bất tình lình. Nạn kẹt xe là bất tình hình, người ta leo lề khi mất bình tĩnh. Nghèo khó thất tình bất bình, để rồi từ đó tội ác nảy sinh. Tao dẫn mày vào Sài Gòn, nơi đồng tiền làm nên quyền lực. Nếu mày không biết cách sống thực, chỉ tồn tại trong miền ký ức. Giấy trắng với viết mực, kẻ chiến thắng không cần phí sức. Sài Gòn này vẫn rất đẹp, dù cho cuộc chiến này chưa chấm dứt. Cho ly trà đá, tao đã thích cho bầu không khí của nước Sài Gòn. Sài Gòn và cuốn phổi, tao nhớ Sài Gòn xưa. Sài Gòn rất đẹp, Sài Gòn. Sài Gòn, Sài Gòn, Sài Gòn xưa. Việt Nam, win it to the end. Rồi,
Lisa tái ngộ cùng quý vị và các bạn thân mến. Nói chung lâu lâu Lisa cũng mở những cái bài nhạc của những em này, bởi các em này mặc dù sinh ra vào cái thế kỷ 21 nhưng mà các em có cái tấm lòng sáng tác những cái bài nhạc và nhớ về cha ông của mình. Nhưng này là vào thời của Việt Nam Cộng Hòa, cho nên ca ngợi những bài về Sài Gòn như thế này. Cho nên Lisa mở lên để cho các bạn trẻ nhìn thấy được, tuổi trẻ Việt Nam sẽ không bao giờ mất gốc. Lisa đã nói rồi, bản đồ Việt Nam hình chữ S, tức là sinh và sát. Cho dù đảng Cộng sản có muốn tàn sát, có muốn sát sinh dân tộc Việt Nam, thằng Tàu Cộng có muốn giết dân tộc Việt Nam tàn sát, thì cũng sẽ sinh ra những con người. Và vào thời đại nào cũng vậy, sẽ sinh ra những tiền nhân, sinh ra những chế độ giống như là Việt Nam Cộng Hòa, để mà bảo vệ đất nước, chứ đừng có hòng. Cho nên thằng Tàu Cộng nó rất là âm mưu, nó tính xóa bỏ cái bản đồ Việt Nam hình chữ S để mà nó mất đi cái dấu công công hình chữ F ở trên. Cho nên các bạn thấy thác bạn gốc, ải Nam Quan từ từ nó muốn xóa đi cái chữ S. Bởi vì nó biết là ở tại Việt Nam cái vùng đất rất là linh. Dù cho sát sẽ có sinh ra. Các bạn thấy rõ ràng rồi. Trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, máu đổ thành sông, đầu rơi xuống đất, nhưng rốt cuộc rồi hào khí Việt Nam vẫn sáng ngời. Đảng Cộng sản cố tình tiêu diệt, giết chết biết bao nhiêu người mà họ gọi là ngụy quân ngụy quyền, tức là những người sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà rốt cuộc rồi hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và những người dân ngày hôm nay đã nhìn ra được sự thật là Việt Nam Cộng Hòa là có trình độ, có học vấn, một thể chế, một chính thể, một chế độ hoàn toàn dân chủ, có thể nói là hoàn mỹ. Còn cái lũ cộng sản chỉ là những thằng thất học mà bây giờ các bạn thấy vẫn còn lây hoay với cái gọi là thuyên chuyển, đấu đá lẫn nhau, thanh trần lẫn nhau. Như vậy đó. Trước khi vào chương trình, Lisa cảm ơn một em gái ở bên Texas đã chuyển vào tài khoản Bank of America của Lisa $200 để ủng hộ chương trình. Mời quý vị và các bạn hãy tặng nhiều cành hoa cho một em gái. Lisa không tiện nói tên, nhưng em ở tại Texas. Cảm ơn em nha. Lisa cũng đã nói chuyện với em ở trong PM rồi. Chị ơi là chị, bây giờ tất cả những báo chí và ở trong nước bắt đầu nói về chuyện hiệp sĩ. Chị ơi, em nói thật với chị lên chương trình nói cho toàn dân Việt Nam biết, vụ hiệp sĩ là do bọn cướp đấu đá với nhau thôi chị à. Nhóm hiệp sĩ này là cướp của bọn cướp. Tụi nó bắt được cướp, nếu có dân hay công an thì giả bộ giao cho công an. Còn không thì tụi hiệp sĩ này sẽ trấn hết đồ của những băng cướp. Bởi vì những thằng công an bảo kê cho những hiệp sĩ này là băng cướp của một địa bàn đó, thì những thằng cướp ở địa bàn khác sang thì cũng sẽ không bao giờ yên thân. Cướp giật khu lũy bán bích và đầm sen, ai ai ở thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh cũng là nhìn thấy. Và ai ai cũng là găm cái nhóm hiệp sĩ mà đường phố này chị à. Đây thật sự chỉ là một lũ cướp rồi ăn nhậu và cấu kết với bọn cờ đỏ dư luận viên để mà hóng hách, để mà giả bộ nói là hiệp sĩ. Nhưng thật sự đây là một bọn cướp mình mẩy xâm trổ, nhìn thấy ghê lắm chị à. Cho nên tụi trộm cướp mới cấu kết thành nhóm để thành lập ra cái gọi là nhóm hiệp sĩ này. Công an tụi nó biết hết nhưng mà tụi nó không thèm ra tay. Dù phường ở ngay gần đó, ở Việt Nam bây giờ công an, bọn cướp hay là hiệp sĩ đường phố cũng đều là một thôi chị ạ. À, tất cả đều là cướp mà thôi. Em nói cho chị hay để chị nói cho toàn dân Việt Nam tỉnh thức. Chưa kể nhiều người còn tin bắt đầu đi quyên góp để cho tụi hiệp sĩ này
ăn nhậu rồi bắt đầu giả bộ. Thậm chí những thằng trong công an, những thằng trong đảng địa còn tìm cách để mà truy phong cho những thằng khốn nạn này được lên đó là liệt sĩ. Chị thấy có vô lý không? Chị nói cho mọi người cảnh giác nha chị. Chị có biết ai giang hồ khu Tân Phú hay Tân Bình thì chắc sẽ rõ hết chị ạ. Không ai không biết được lũ hiệp sĩ và nhóm hiệp sĩ này. Hiệp sĩ là như vậy đó. Liệt sĩ ngày xưa đó xúi người ta đi vào để cho Việt Nam Cộng Hòa già phá hoại cuộc sống của người dân miền Nam Việt Nam. Bắt đầu đó là những này là Việt Nam Cộng Hòa nhìn thấy một cái lũ chó điên vô giết chết dân Việt Nam miền Nam như vậy. Người ta bắn cho chết thì nó ra nó phong cho là liệt sĩ. Rốt cuộc bây giờ những gia đình mà liệt sĩ có công với cách mạng, ta nói cầm bằng mà chạy đi khóc mẹ khóc cha, bởi vì bị cướp đất quan uyển, trở thành một đội dân quan khủng khiếp ở tại Việt Nam. Có thằng chó hiệp sĩ nào ra mặt để cứu không? Lisa hỏi thật đó, các bạn suy nghĩ đi. Có cái nhóm hiệp sĩ nào mà dám ra mà đụng tới mà lấy lại công đạo cho 15.000 căn hộ ở tại Thủ Thiêm không? Có dám không? Không có. Vậy mà bây giờ bắt đầu giả bộ đưa lên làm liệt sĩ, tức là ăn no rồi xăm trổ đầy mình như vậy, rồi chạy ra giả bộ hiệp sĩ, coi thằng nào mà vấn đề là kêu bằng là mới ra nghề mà trộm cắp bắt được một hai tên trộm như vậy, rồi bắt đầu là kêu bằng vấn đề là tự nhiên bắt đầu là có chuyện gì phong lên làm liệt sĩ. Các bạn thấy cái chế độ nó như vậy đó. Cái lừa đảo nó như vậy đó. Ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa, các bạn thấy những người tử sĩ mà phong lên để mà làm những người mà vấn đề là kêu bằng là liệt sĩ đâu phải là chuyện giỡn. Liệt sĩ là anh phải xả thân mình đối với những người giặc ở ngoài biên cương, tức là rời khỏi lãnh thổ Việt Nam để bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân mới gọi là liệt sĩ. Còn sống ở trong Việt Nam bây giờ một hai thằng trộm nó cướp, bởi vì xã hội mà vấn đề là kêu bằng là cai trị khốn nạn, ngu xuẩn, thất học, cho nên không có công ăn việc làm, bần cùng phải sinh ra đạo tặc, thì cái đó gọi là xã hội, thì phải giao cho lũ công an. Vậy công an ăn tiền thuế của dân để làm gì? Bộ công an, cả một cái lũ công an, cả một cái ngành công an ở Việt Nam gồm 5-6 triệu thằng chó đẻ công an lập lên để làm gì? Để ngồi trong phường để hạch sách người ta phải không? Ai đi vô trong phường là phải đưa giấy tờ để hạch sách người ta phải không? Cho nên các bạn thấy khốn nạn như vậy đó. Đã như vậy rồi mà bây giờ người ta còn phát hiện được thằng hiệp sĩ Nguyễn Xin là một tên côn đồ thuộc nhóm cờ đỏ bưng bô cho đảng, cấu kết với Phan Hùng. Bọn chúng chuyên môn chửi những người đấu tranh và dân quan là một lũ phản động, coi chừng nó lấy máu. Thì bây giờ tự động nó lên trang mạng nó nói rằng nhà nước đã công nhận nhóm chúng ta là liệt sĩ rồi. Các bạn coi đó, thời đỉ điếm nó lên ngôi như vậy đó. 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 Thằng này nè là thằng Nguyễn Sinh này nè. Ai ai cũng biết là nó là cùng chung với Phan Hùng, là đầu trộm đuôi cướp, chửi đánh đập những người mà người ta dân quan. Thì bây giờ bắt đầu là nó nghe tin không biết mà, nhưng mà đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam nó chỉ mới nói thôi, nó dự tính nó khen thưởng thôi. Khen thưởng thì ok, tức là thí dụ như là khen thưởng thì ok, nhưng mà phải coi tình tiết mà khen thưởng, chứ không thể nào phong cho liệt sĩ được. Liệt sĩ là anh phải cống hiến thân mình, anh đánh thằng Tàu, giết thằng Tàu, máu anh đổ xuống bởi do ở thằng những thằng giặc giết anh chết anh mới gọi là liệt sĩ. Còn những người thành phần trộm cướp ở trong đất nước Việt Nam cùng là người dân Việt Nam thì liệt sĩ cái gì? Cái này gọi là liệt dương chứ không bằng liệt sĩ mẹ gì. Mà ta nói ngục mới là nó như vậy đó, khốn nạn nó là như vậy đó. À thôi đưa nó lên làm bằng những đây là cái bằng là anh hùng lực lượng vũ trang luôn mẹ nó cho rồi đi, để ngang bằng với mấy thằng tướng công an luôn đi, để cho cái lũ cờ đỏ Phan Hùng rồi mấy thằng chó đẻ bắt đầu là ngồi đó mà cười, để mà tiếp tục nó ra nó đè đầu cởi cổ người dân nữa. Phong mẹ lên anh hùng lực lượng vũ trang, huy chương chiến công hạng nhất mẹ nó cho rồi.
Phong lên đi, phong lên anh hùng lực lượng vũ trang đi, của quân đội đi. À, đó. Tao mong cho đăng lên đó, đăng lên đi. Chị ơi chị, hôm nay là ngày mùng 2, chị phải nên tụng kinh cho cái lũ đảng đỉ này đi chị. Chị trù ẻo cho nó chết mẹ nó đi chị ơi. Thằng Trọng Lũ bây giờ nó thấy nhục nhã trong đại hội Trung ương 7. Bây giờ nó lên một cái tờ báo hôm qua chị xây cho các em thấy rồi đó. Nó kêu là phải là vấn đề là tìm cách mà giải quyết về tình trạng mà vấn đề là kêu bằng nói là chống tham nhũng là chỉ thật sự là âm mưu của phe phái. Vấn đề là đấu tranh về chính trị thôi rất là nguy hiểm. Đấu đá lẫn nhau thanh trừng phe phái thì rất là nguy hiểm. Sợ người dân và không ủng hộ nó nữa. Quay ra Trần Đại Quang với Lê Thanh Hải giết chết mẹ nó cho nên giờ nó la làng lên rồi. Ngậm giá bộ, cộng sản là vậy đó. Khi mà chịu hết được rồi là la làng lên. Còn bình thường thì giá bộ làm im thinh. Trời, cái chiêu này chị biết rõ. Cũng giống như cái lũ con cháu thằng già hồ ở bên cái trang phay của chị vậy đó. Từ 4 triệu người, các em thấy rõ ràng chị xây lên nó cái lượt người vô 4 triệu người. Bắt đầu nó không biết nó làm sao, bắt đầu nó gỡ xuống từ từ còn khoảng 2 triệu người thôi. Để cho chị nản đó biết không. Nhưng mà tao giáo bộ, tao nói cho mẹ nó ra, tao cho tao bay nhìn thấy, tưởng ra là tao ham con số thôi. Chứ thiệt ra cả dân Việt Nam bây giờ tao đều biết tao rồi. Cho nên tụi bay khỏi có bà đặt bà giật con số làm ba trò rùi với tao mất công lắm. Tao đã nói tụi bay rồi, tao dụ tụi bay không hay. Đồ thứ ngu đầu bò chó não lợn mà đặt tưởng sao tao chắc là như mấy tụi trẻ trâu ở Việt Nam lên đây là ham con số giả tạo đó phải không? Cái tao ham á là tao lật đổ chế độ tụi mày. Chứ không phải là con số ở trên đây mà theo dõi đâu. Hiểu chưa? Cái tao ham là toàn dân phải đứng lên triệu người như một. Rồi, để sao để tụng kinh cho cái lũ này mới được. Hôm nay là ngày thứ tư 16 tháng 5 năm 2018 nhằm ngày mùng 2 tháng 4 năm Mậu Tuất đủ. Nam mô Ngũ Phương Ngũ Thổ Thần Tài Đất Đai Viên Trạch Tài Thần Đất Đai Viên Trạch Thổ Địa Thổ Thần Thần Hoàng Bộn Cảnh Đất Đai Dương Trạch Âm Binh Lại Càng Thần Hoàng Bộn Cảnh Các Đảng Cứu Hồn Âm Binh khuất mặt khuất mài trên toàn thế giới, nhất là ở Việt Nam. Những người nào là nạn nhân của cộng sản mà chết chưa siêu mồ lạc mà cùng tất cả các vong linh, những người đã nghe cộng sản đi và chiến trường miền Nam để chết bị ngã gục tan tay và làm trở thành là liệt sĩ, nó phong là liệt sĩ mà gia đình mất tất cả đất đai. Tất cả những người nào của quyền thất tổ trong 12 kiện, 100 kiện họ, bao xã họ, cha, ba ba họ, mẹ họ, mẫu họ, mão tán tàu, ngũ lôi, thần hoàng, buồn cành, đất đa dương tạch trong đất nước Việt Nam linh thiêng. Kéo cả chế độ đảng cộng sản này chìm xuống 18 tầng địa ngục, làm cho tất cả những thằng chó đẻ đầu bò ốc, chó đảo lợn thất hợp phải bị xe đụng, hoặc là kinh tế kiệt quệ, hoặc là bị lật xe. Thanh trần lẫn nhau, đâm nhau, chém nhau, giết nhau, máu đổ thành sông, đầu rơi xuống đất cùng lũ nghiệt xúc bưng bô, dư luận viên bưng bô cho đảng và những thằng chó đẻ tôn thờ thằng hồ. Thải tất cả những người khuất mặt khuất mài, phải cho chúng nó chết một đất một cách không toàn tay, giống như là hai thằng hiệp sĩ vừa bị đâm ối máu ra mà chết. Để đền cho những người dân vô tội trên quê hương Việt Nam rầm rã hơn 43 năm đại đăng đẳng mà lũ chó đẻ đảng cộng sản giả mang mọi rõ đài đọa các linh căn vô tội. Nam mô tiền tổ hậu tổ tiên tiền sư hậu sư lịch tổ đại sư Phật tổ Phật thầy năm phương bốn biển đại nên hội đồng thanh trưởng hội đồng tư thành bốn ông tự do bộ sơn kỳ hương cảm ơn chứng minh cho lời tiếng kính kệ của Lisa được viên mãn. Phải cho tất cả lũ chó đẻ đảng cộng sản con cháu thằng hồ chó Minh uống máu kinh phải chết bắt đặt thì tự phải cho nền kinh tế của nó lụng bại bởi vì nó cai trị đem một tà thuyết cộng sản vào Việt Nam để rồi dân tộc Việt Nam phải điêu lên như thế này. Có bao giờ cai trị đất nước mà trở thành loạn lạc như thế này hay không? Thời đại đỉ điếm lên ngôi ca ve kể chuyện cuộc đời thành công. Bởi làm ca ve cho những thằng công an, cho
non say biệt thự được 2-3 căn, giám khảo là kẻ cướp chồng vòng eo 56 khỏi cần tiền nông. Chỉ cần có thòng eo 56 trở thành thắt đái lưng ông, vòng eo 56 khỏi cần tiền tài công lý, là diễn viên hài thằng hề nhảm nhí nhận hai giải liền. Việc thơ thì bị làm phiền báo chí, chủ yếu làm tiền nhố nhân, cây xanh thì chặt rất khang, trường học bệnh viện lằn nhằn không xây. Cá chết mặc kệ tụi bay, cái thằng nói thật mất ngay chức rồi, còn thằng vua nịnh được lên ve đạn cấu kết, bắt đầu giả bộ được đầu bài ra là chống tam nhũng. Còn thằng nói dối thôi, còn thằng nói dối thôi, nhân dân quốc hận khắp nơi, biểu tình cả nước ngoài lẫn nước mình, chúng dở luận điệu đáng khinh thế này. Những người dân đứng lên mất đất mất cửa, tuột quần khắp lóc kêu quan, thì chúng nó bắt đầu dở dụng điệu đáng khinh. Nào là bị phản động xúi dục, đây biểu tình sẽ được chia ngay, ít tiền một lũ vừa hèn vừa điên, tưởng rằng ai cũng thèm tiền giống bay. Tiền nào trả đủ được đây, lòng dân như nước tràn đầy vỡ toan, báo chí quốc tế quan quan, các mạng xã hội đàng hoàng đưa tin, báo chí trong nước im im. Chỉ sốt sắng nhất đưa tin về phò, hoặc là sốt sắng đưa tin về thanh trừng, giả bộ là chống tham nhũng để đưa tất cả những thằng đầu bò óc chó não lợn vào lò. Phe này phe kia sẽ đánh đấm lẫn nhau, cả một đất nước làm trò, chưa bầu đã biết ai bò ghế trên. Thi đại học giống đỏ đen, phụ huynh sĩ tử một phen kinh hoàng, như đánh chứng khoán hoàng hoàng. Quán hoàng sáng trúng chiều trượt, mai sang rút về ngắm pháo qua, để nó nê quên đi cải đổi ê chề lắc lai. Có bao giờ một đất nước nhận thằng cai trị lãnh đạo mà nói rằng toàn dân Việt Nam ngắm pháo qua, để nó nê quên đi cải đổi ê chề lắc lai. Tượng đài nghìn tỷ phải xây để dân được hưởng những ngày vàng son. Có bao giờ một đất nước có những thằng chó đẻ nói ra những câu tượng đài nghìn tỷ phải xây để cho dân nhìn tượng đài mà rốt cuộc rồi không thể ăn cơm. Tượng đài nghìn tỷ phải xây để dân được hưởng những ngày vàng son, đẻ mãi mới được đứa con tiêm vặt, xin phạt đem chôn tức thì. Trời ơi, có chế độ nào mà bắt đầu người dân Việt Nam đẻ mãi mới ra được một thằng con tiêm vắc xin lại đem chôn tức thì, xe cứ đúng luật mà đi, tự dưng cảnh sát ra lệnh thất thì dừng ngay. Để còn trưng dụng gì đây, chặn xe quật lộ mọi tay, thu tiền đẻ ra thuế phí liên miên, thầy cô chỉ thích làm tiền học sinh. Trên lớp thì dạy linh tinh, muốn con hay chữ phụ huynh phải nộp tiền nào, phải nộp tiền vào thầy cô phụ đạo cho nào, học thầy học cô ấy làm sao, nên người nước mình quá ư buồn cười, sống được là giỏi hơn người hành tinh. Tốt cuộc rồi, tất cả trên toàn thế giới nói rằng toàn dân Việt Nam sống được với chế độ đảng đĩ đảng cộng sản Việt Nam thì giống như là còn hơn người trên hành tinh. Nước mình quá ư buồn cười, sống được là giỏi hơn người hành tinh. Mặt mình rất chi phục là phục mình, mình rất chi là phục mình, sống được bởi có trình hơi kinh, cá nhiễm độc búng ngọc trinh. Vừa ngâm thuốc tẩy vệ sinh, bồn cầu thua ruốt tẩm, quả chất phẩm màu rau qua quả đậm, thuốc sâu nọc nặng mực cao su gạo ni lông đậu thạch cao, miếng bột giông bụi đường mắm từ xác cá chết trướng, nước ngọt ruồi trộn với đường có ga, tân hiệp phát cũng thành ma, rốt cuộc ai uống cũng ra ma, nghĩa tỳ chất ung thư trong nước rồi phát giá vừa ủ tối hôm qua đã dài. Lương đuôi bằng thuốc tránh tai, rau tưới dầu nhớt vừa dài vừa xanh, cho biên vào luộc bánh chưng, cà phê cũng trộn biên vào uống đi. Người dân ăn những thứ chi vậy mà sống mãi giống gia vô, còn người dân quốc tế thì thầm dân tộc Việt Nam sống còn hơn người hành tinh. Mở siêu bận chắc từ Hồng Kông lên vàng, dưa vàng ô gò hàng the, giò hàng the, cơm là gạo nhuộm phẩm che mặt người, chè nhuộm lên nước xanh tươi, lợp cao su cũ để nuôi trồng hào,
lợn siêu nạc, gà bôi màu, tôm với dư lượng rất giàu, kháng sinh, sữa bột giả, kho sáng, bánh tẻ em uống vào, gặp ngay bạc chỉ minh tên hồ. Nước sạch vỡ cống linh tinh suốt, nhà dân mua mãi lọc về ngay, mới hơn một tháng bận dày hàng gian. Mì chính tàu giả tràn lan, dẹp dầu duyên thuộc vàng, vàng bên trong nước mình ngộ quá ơi, bây giờ kể đến biết bao là người. Từ khi lũ quỷ lên ngôi, mặt đầu treo tặng biết bao quan hùng, bây giờ cho những thằng đầu bò ốc cho não lợn ra làm hiệp sĩ mù. Tưởng hiệp sĩ mù là sao? Hiệp sĩ mù là chia địa bàn để mà cướp của những thằng cướp, bây giờ bị tấm lồi phèo rồi, ruộng chết rồi, thì bắt đầu phong tặng cho là liệt sĩ, rồi bắt đầu dụ toàn bộ dân ngu đưa tiền để bắt đầu ăn trên ngồi chóc. Trong khi có đội dân quan tràn lan từ khắp Bắc Chí Nam, không có một thằng hiệp sĩ nào, không có nhóm hiệp sĩ nào mà đứng ra binh vực cho dân quan, hoặc những người dân chật phản buôn bán bị kéo về phường ăn giọng hết, nào là xe cá chiên, nào là thúng ổi cắp, nào là rau quả bị giật lấy người ta khắp sản hoàng, thì không thấy một tên hiệp sĩ mù nào mà ra giúp người dân, tất cả đều là một lũ đi đêm. Cho nên tất cả những người tu hồn các đảng âm binh đại càng phải làm cho kinh tế Việt Nam sụp bại, phải làm cho đảng địa tanh trần lẫn nhau, đâm nhau, giết nhau, làm cho tất cả mọi người phải nhìn ra bản chất của thằng trọng lú. Tất cả những cú hồn, những dông linh siêu mồ lạc mà phải xô đầu, làm cho thằng trọng lú phải chết bắt bắt thị tử, và tất cả những thằng công an chó đẻ nào mà đánh người dân Việt Nam, và tất cả những lũ cuồng hồ cuồng đoạn, và tất cả những lũ dư luận viên chó điên uống cực ăn ngược đãi, uống ngược đãi ăn cực thay cơm, những lũ này phải cho nó chết bắt bắt thị tử, xé bụng nát ốc bánh tay cho bỏ tật cuồng hồ cuồng đảng mà lên chửi ly xa. Chửi vậy đó, tao cho những này là tụi bay biết thế nào là lễ độ. Đưa những bài kể đó để cho mọi người nhìn thấy đó. Chị coi nè, chị làm hiệp sĩ, nhưng mà người dân bây giờ như thế này nè chị, không có hiệp sĩ nào tới á. Thì cha con tôi là Phan Văn Tính. Đó. Đó, dân quan người ta nhấn lại là người ta ngồi, người ta đưa lên, vậy có hiệp sĩ nào tới giúp không? Mấy anh hiệp sĩ từ Bắc tới Nam, Bình Dương được kia đâu rồi? Ta giúp hai vợ chồng người này đi, bị mất đất nè. Đó. Hiệp sĩ đâu? Trời ơi, toàn là một cái vở kịch mãi Võ Sơn Đông không. Hiệp sĩ đâu? Đó, hiệp sĩ đâu? Đó, đi ra cứu người dân coi. Trời ơi, đàn bà là công an nó cũng giật như vậy nè. Hiệp sĩ đâu rồi? Hả? À, hiệp sĩ trốn ở trong mùng. À. Đó, đó, thằng công an đó, nó bẻ tay người đàn bà phụ nữ vậy đó. Đó, hiệp sĩ đâu rồi? Đó, đó, hiệp sĩ đâu? Đó, à, đẹp ghê không? Hả? À. Đó. Đó, hiệp sĩ đâu hết rồi? Một thằng công an lực lưỡng như vậy đó, sức lực lật lực lưỡng vậy đó, mẹ bẻ tay một bà đát mẹ của mình vậy đó, lực hiệp sĩ đâu hết rồi? Nhóm hiệp sĩ đâu hết rồi? Trốn này hả? Thấy mặc bộ đồ công an cái sợ mẹ nó rồi hả? Thấy mặc đồ dân phòng cái không dám vô hả? Chỉ là ăn hiếp dân ngu cu đen thôi gì? Chứng tỏ ta đây gì? Nhục. Nhục. Trời ơi, chị ơi là chị, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử đường dây làm bằng giả hơn 200 trường đại học và cao đẳng vui như ngày cháy hội. Giá bán bằng đại học 4 triệu đồng tiền Việt Nam, bằng thạc sĩ 8 triệu, bằng tốt nghiệp phổ học trung học 3 triệu, chứng chỉ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi. Bây giờ những người dân không ai thèm đi học hết. Chỉ cần vấn đề là đi ra làm hiệp sĩ mù là bắt đầu mua được một tấm bằng làm thạc sĩ, là kể như có thể đi vào để lên ngôi. Chị ơi, mấy thằng mà từ cống hiến ở trong rừng, tụi bay chuẩn bị về vườn đi. Nó thanh trần hết trơn rồi, nó rao bán kìa, nó kêu tao đấy nè. Đó, lên đó thôi, muốn không? Liên lạc với tao đi, đó, tao cho cái bằng nè, thấy không? Đó, lả lơi luôn. Học lắm đéo gì. Chị ơi, ai ngu mới là đưa cái thân mình của mình
cho thầy làm tình rồi đổi lấy điểm. Bây giờ chỉ cần có tiền là có bằng cấp hết chị ạ. À. Em của em nó không có đi học, nó sợ bị thầy hiếp dâm, cho nên ở gia đình của em vừa mới làm lụng và dành dụm được tiền mua cho nó được một cái bằng đại học rồi chị ạ. À. Có thể nay mai kiếm số tiền để xin cho nó vô làm ngân hàng hoặc là công thương ở trong phường hoặc là làm cho nhà nước cũng được chị ơi. Kết nạp đảng đi em. Giả bộ kết nạp đảng đi rồi bắt đầu là vô trong trẩm cũng giả bộ trung thành được kia vậy đó, để đưa tin tức mật cho chị để nhìn thấy được cái chế độ nó thối nát cỡ nào. Chị ơi, thằng Đoàn Ngọc Hải giả bộ bắt đầu làm đơn xin từ chức, nhưng mà ở nhà mấy tháng nay đói meo rau rồi, cho nên bây giờ nó nói nó hối hận, cho nên trung ương cần nó, cho nên bây giờ nó xin rút lại đơn từ chức. Mẹ, bao nhiêu người ta lo tiền bạc để đi vô, mày đặt mày giả bộ, mày nằm giả, mày làm đơn từ chức, bây giờ trung ương nó không nói tiếng nào hết. Ở trong thành quỷ thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh nó cũng không cần mày, bởi nó biết mày bưng bô cho trọng lú, nó cho ngồi 2-3 tháng nay đói meo rau, bây giờ rút mẹ đơn từ chức, bây giờ vẫn phải phục vụ nữa, mới không phục vụ hút cất bản. Trời đất quỷ thần ơi là trời. Các bạn coi, một chế độ mà nó vui ghê không? Đó tức là Đoàn Ngọc Hải này bây giờ đã rút đơn xin từ chức rồi. Bởi vì đói quá, không có tiền ăn, bây giờ đi vô làm lại. Nằm giả thôi. Mẹ, bao nhiêu người nó xin vô làm cái chức phó chủ tịch như mày. Mẹ nó, mày đặt mày giáp bộ, mày nằm giả, mày từ chức để coi ngoài quả, coi Trọng Lú nó có nói gì mày không? À, nhà Trọng Lú nó không thèm đếm xỉa tới. Bởi vì mày thuộc về quản lý của thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh, cho nên phe Nam Cộng nó không thèm điểm xỉa tới mày 2-3 tháng nay đói đã ruột rồi. Bây giờ bắt đầu la làng ra ngoài trung ương, bà Đặt bắt đầu là chim mồi nói rằng là thôi giờ tôi từ bỏ ý định làm đơn từ chức, bây giờ tôi xin vô lại. Người dân chuẩn bị giao đi để mà lóc lỗ tai của thằng này. Nó trở vô nó muốn làm thi đua để nó tiếp tục nó đập vỉa hè nữa. Khổ vậy đó. Trời đất ơi, khổ vậy đó. Trong một cái đất nước nó vậy đó. Chị ơi, xã hội thối nát kiểm tra công trình làng ẩm thực xứ Thanh trái phép của em trai bí thư Thanh Hóa. Trời ơi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc nhanh chóng vào cuộc rà soát xác minh sai phạm của em trai bí thư của em trang trại của ông Nguyễn Xuân Hương, em trai của bí thư thành phố Thanh Hóa. Khốn nạn vậy đó. Trời ơi, bây giờ nó giả bộ nó thanh trừng, bắt đầu nó đem cái thằng nào ra nó giả bộ nó xử để mà vấn đề là tiền bôi trơn đền bù ở Formosa, hai cán bộ tép riêu ở Hà Tĩnh bị khởi tố, nó làm như thanh minh lắm, thiệt ra Hà Tĩnh là lọt vào tay của tàu mẹ rồi. Chị ơi, chị chửi quá, thằng Trọng Lú nó nhột rồi, chị cười trên đầu nó bị thua nhục nhã. Bây giờ hôm nay không biết làm sao mà nó tung lên một dọc những tờ báo. Nó nói là Tổng Bí thư báo chí nó đăng nguyên lời là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tự là Trọng Lú chống tham nhũng đến cùng, không bỏ giữa chừng, không nên sốt ruột. Trong cái câu của mày tao chỉ có chấm một từ thôi, là không nên sốt ruột. Đúng đó. Phải nên thủ đoạn nhiều chút nữa đi, đừng có sốt ruột nha. Một câu nói mà không nên sốt ruột là tao chấm câu này rồi đó. Tức là có thể là bẻ kèo lại phải không? Đó. Làm chính trị là phải chú ý từng câu nói một. Cho nên Tổng Bí thư nói là chống tham nhũng phải chống tới cùng. Đừng có thấy vụ Thủ Thiêm như vậy rồi mọi người nản chí. Cho nên đừng có sốt ruột. Cho nên toàn dân Thủ Thiêm, Lisa sẽ mạo muội cho biết rằng khi nói như vậy là đã có những cái bộ mặt ở bên trong âm thầm đi vào thành phố Hồ Chí Minh dày đặc để mà chuẩn bị đem cái lũ Lê Thanh Hải ra mà cắt cổ thập quyết rồi. Cho nên mạnh hơn nữa, khóc nhiều hơn, làm dữ hơn, đưa lên Facebook mạng xã hội rùm beng, thành lập một đội dân quan 15.000 căn hộ, đó là ít nhất cũng có 30.000 hoặc tới 50.000 người bắt đầu liên kết với nhau được rồi đó. Làm chính trị là chỉ cần nói một câu nói thôi, không nên sốt ruột thì các bạn hiểu rồi.
Chị ơi chị, em cho chị biết chị ơi, bằng liệt sĩ chỉ dành cho những người nào mà vấn đề là kêu bằng hy sinh chống giặc ngoại xâm, xâm lược, chứ đâu thể nào đem ra tặng cho những hiệp sĩ ở đâu đâu tự xưng chết lãng xẹt trên đường phố vậy chị. Ý là em không hiểu cái xã hội này như thế nào nữa chị ơi. À, đúng rồi. Trời ơi, phong bằng liệt sĩ thì có gì đâu em, bao nhiêu gia đình cũng là liệt sĩ, giờ chạy ra trở thành liệt dương, liệt gân mẹ trơn là không có nhà ở đó. Cho nên chị còn đất suối nữa, bằng liệt sĩ còn thấp lắm. Cho nên phải nên phong tặng cho là một cái bằng huy chương chiến công hạng nhất. Ừ, hoặc là vấn đề là kêu bằng là lực lượng vũ trang. Ừ, thấy không? Tặng đi. Chứ tặng liệt sĩ làm mẹ gì? Liệt dương, liệt gân không à, mệt lắm. Tặng đi, lực lượng anh hùng võ trang. Tại vì nó có vỏ mà, nhưng mà vỏ của nó nhưng mà là tại vì nó không có dao, tay không bắt cờ. Cái này gọi là tay không bắt cờ nè, thấy không? À, các em suy nghĩ đi ha, tay không bắt cờ là gì, tự hiểu đi em. Trời đất ơi là trời, tay không bắt cờ nó đâm một phát mẹ lồi mẹ nó ra mà. Tay không bắt cờ. Tay không bắt cờ đó. Trời ơi, Bộ Tài chánh hôm nay nó tăng lên thuế bảo vệ môi trường và xăng dầu nó tăng lên 4.000 đồng một lít. Chị nói quá trời hay, chính xác chị Lisa ơi là chị Lisa. Chị đã nói rồi, các em không tin. Chị đã nhìn ra là chị biết rồi. Chị nhìn ra là chị biết ngay. Chị đã nói rồi, nó tăng lương mấy thằng kia lên là thế nào nó cũng sẽ xong. Trời ơi chị ơi, nó muốn giật tiền của người dân cho nên nó nói người dân gửi tiền vào mất là do lỗi của người dân, nó không thường đồng bạc nào hết chị ạ. Những gì chị tuyên bố là đều có hết trơn, các em thấy không? Những gì chị tuyên bố là đều có hết trơn. 100 tỷ gửi ngân hàng bị mất là tại khách hàng ráng chịu. Cho nên vấn đề là kêu bằng là hả, không cần. Trời ơi chị ơi, quỷ đỏ nó đòi tăng xăng lên rồi chị ơi, là chị trời ơi kiếp là sống không nổi nữa chị ơi chị. Sống như vậy đó. Hello chị Lisa, hôm nay em cung cấp cho chị những tin tức tuyệt mật. Đầu tiên bản tin mà em cung cấp cho chị là chứng khoán Việt Cộng đang đề tiếp tục giảm mạnh vào hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2018. Từ lúc mở phiên giao dịch thì chứng khoán đã giảm 10 điểm. Rồi sau đó Việt Cộng quản hồn bơm tiền vô cứu nhưng chứng khoán vẫn giảm tiếp thêm 10 điểm nữa trong phiên chiều nay, làm cả phiên giảm hết 20 điểm chứ không ngóc đầu lên nổi. Báo điềm báo cho nền kinh tế của đất nước Việt Nam sẽ thảm bại. Tất cả các mã cổ phiếu lớn đều bị bán tháo nên giảm liên tục chứ không có mã lớn nào tăng nổi trong ngày hôm nay. Vì vậy mà cả sàn chứng khoán giảm mạnh, giảm tan xác từ đầu tới cuối chị ạ. À. Và còn thêm nhiều mã cổ phiếu lớn cùng giảm nên làm sàn chứng khoán tan nát, bẻ gãy đà tăng. Hậu quả là chứng khoán giảm 2% trong phiên hôm nay và đốt hết 4 tỷ đô la. Trong đó có 1 tỷ đô la mà Phát Niệm mới bơm vô sàn vừa sáng nay để cứu. Tính từ mức định thì chứng khoán Việt Cộng đã giảm 30 điểm, giảm tới 3%, thiệt hại 6 tỷ đô la và áp sát mốc nguy hiểm là 1.050 điểm. Nếu bị lũng mốc này thì coi như gây bán tháo ào ạt, làm sập sàn chứng khoán lập tức. Nguyên nhân chứng khoán giảm là tài phiệt nước ngoài rút vốn bỏ chạy nên cổ phiếu giảm giá liên tục. Tài phiệt thối vốn ngay lúc thị trường mới vừa được Phát Niệm đánh lên. Để bán cổ phiếu được ngay giá cao và dễ bán ra hơn, tài phiệt nước ngoài nghe lời của Lisa và Phương Thơ nên biết là kinh tế Việt Cộng sắp bể nợ toàn quốc nên lập tức bán sạch cổ phiếu ra hết chứ không ngu dại để giữ lại để bị thua lỗ. Lúc này tài phiệt nước ngoài đang ráo riết bán tháo cổ phiếu nên sàn sẽ còn giảm thêm nữa. Vì vậy toàn dân đừng nên mua cổ phiếu lúc này mà phải bán hết cổ phiếu ra càng nhanh càng tốt, còn không là thua cháy hết tài sản.
Việc cộng thua sạch tiền trong sàn chứng khoán nên đòi tăng thuế môi trường lên tới 4.000 đồng một lít xăng dầu để bù lỗ vào ngày hôm nay. Cụ thể là Bộ Tài chính Việt Cộng vừa có quyết định ủng hộ việc tăng thuế lên 4.000 đồng một lít xăng với cớ, viện cớ là bảo vệ môi trường. Việt Cộng viện cớ là cần phải tăng giá xăng lên để người dân có ý thức bảo vệ môi trường, nhằm ngụy biện cho việc tăng giá xăng để bù đắp ngân sách và bù lỗ vào thị trường chứng khoán sắp sập đổ. Báo chí hàng loạt đưa tin ông cắn gà bà cắn vịt, đưa những tin hiệp sĩ mù để mà lái dư luận qua về việc khác, không chú trọng vào tình hình bi đát của thị trường chứng khoán. Theo lệnh mới này thì tất cả các mặt hàng xăng dầu đều bị tăng thuế môi trường hết, chứ không có loại nào thoát được. Từ ngày 1 tháng 7, 2018 thì Việt Cộng sẽ bắt đầu cho tăng thuế môi trường lên xăng dầu là 4.000 đồng một lít, nên giá xăng sẽ vọt lên 23-25.000 đồng. Giá dầu, dầu lửa sẽ tăng luôn. Một khi giá xăng tăng thì giá điện phải tăng lên. Vậy thì hàng hóa, dịch vụ cũng phải tăng vèo vèo, chóng mặt lên. Như vậy sẽ gây ra siêu lạm phát phi mã, làm tiền hồ bị mất giá thảm hại. Cho nên lúc này người dân phải đòi hết tiền hồ ra đô la cất giấu ở trong nhà để không bị mất giá. Còn đợi làm phát tăng phi mã thì phải tốn 30.000 đồng mới mua được 1 đô la. Vì thị trường chứng khoán liên tục giảm mạnh, cộng sản ào ạt tăng giá, nên Việt Cộng liên tục phải cho in ra tiền khẩn cấp 2 lần chỉ trong một tuần để cấp cứu thị trường chứng khoán chuẩn bị phá sản. Cụ thể là vào ngày 10 tháng 5 phát niệm ra lệnh in thêm 10.000 tỷ đồng, là tương đương 450 triệu đô la để bơm vào chứng khoán và ngân hàng, nhằm kéo ngân hàng và chứng khoán không bị sụp đổ. Nhưng không ngờ là chứng khoán vẫn sập tiếp tục, dù tiền đã bơm vào ào ạt, nên phát niệm quyết định in lần 2 với số lượng lớn gấp 2 lần, đó là 52%, in ra tới 15.200 tỷ đồng, là tương đương 650 triệu đô la để cứu thị trường. Cho nên mọi người dân thấy tiền mới toan giấy 500 đồng, 500 ngàn đồng thì toàn là in tiền mới. Tàu Cẩm cũng lợi dụng vào tình thế này để in tiền giả và ào ạt vào thị trường Việt Nam. Cho nên những ai gửi tiền vào Việt Nam sẽ chuẩn bị tinh thần. Nhưng thị trường thì vẫn tiếp tục giảm và càng giảm mạnh hơn vì tài phiệt bán tháo cổ phiếu để rút vốn sau khi nghe tin phát niệm in tiền tới 2 lần chỉ trong một tuần lễ. Chỉ tính trong tuần này thì phát niệm đã cho in ra tới 25.200 tỷ đồng, là tới gần 1 tỷ đô la, 1 tỷ 1 đô la để cứu ngân hàng và chứng khoán cho khỏi sụp đổ. Tính từ tháng 4 tới nay thì phát niệm đã cho in ra tới 106.000 tỷ đồng, là tương đương 5 tỷ đô la để cứu ngân hàng và chứng khoán. In lượng tiền ào ạt cực kỳ lớn nhưng hiệu quả không có gì, mà càng làm chứng khoán sụp đổ nhiều thêm và làm cho ngân hàng thua cháy túi, không còn tiền để trả lại cho người gửi. Hậu quả làm phát tăng vọt thêm 15% chỉ trong tháng này. Sau khi phát niệm in ra 4,5 tỷ đồng thì kể như là xong game, cho biết rõ ràng thị trường đã không còn gì để mà nói. Các bạn thấy rõ ràng. Tính từ tháng 4 tới nay phát niệm đã cho in ra nhưng hiệu quả không có gì, chứ không có 15% làm phát tăng vọt lên 30% chỉ trong mấy tháng hè này. Lúc này người dân phải tranh thủ đi mua đô la ngay lập tức để khỏi bị mất tiền vì lạm phát. Ai giữ đô la thì không bị mất giá, còn giữ tiền hồ thì bị mất giá 15% vào lúc này và mất giá 30% trong tháng hè, tức là tháng 6. Giữa lúc thị trường đỏ lửa thì Trọng Lũ và phát niệm mở chiến dịch phản công nhắm vào phe Nam Cộng. Trọng Lũ cho giật dây cho phát niệm và thanh tra chính phủ nhảy vào để tấn công vụ Thủ Thiêm để gỡ thua cho Trọng Lũ. Vì bị Lisa chửi quá cho nên Trọng Lũ thua thằng Trần đội quần quá nhục nhà trong hội nghị Trung ương 7. Và còn bị thua liên tiếp cả phe Lê Thanh Hải và Ba Dũng, nên giờ Trọng Lũ phải
đổi quần thay cho thằng Đại Quang, chứ không còn dám ra mặt nữa, không gặp ai nữa, vì quá nhục nhã, quá quê độ, quá tuyệt vọng. Trong lúc bị Trung ương Đảng đặt cho biệt danh mới là lũ đội quần, lũ nhục, lũ ngu ngục, lũ nổ, lũ không làm được gì, lũ chui vô trong lò, nên vô cùng nhục nhã trước Trung ương, phải ra những tờ báo là kêu đừng sốt ruột. Đảng và đàn em phen này, từ thời Lê Duẩn tới nay thì chưa có một thằng tổng bí thư nào bị đội quần, bị nhục nhã, bị dân chửi, bị sỉ nhục nhiều như thằng Trầm Lúc. Người trong Trung ương Đảng còn lôi chuyện Trầm Lúc thua ba Duẩn trong đại hội 11 rồi khóc miếu máu, vừa khóc vừa đọc to là bộ chính trị không kỷ luật đồng chí ấy, để mà sỉ nhục thằng Trầm Lúc. Trần Đại Quang còn chơi chiêu tâm độc hơn, đòi Trầm Lúc phải kê khai tài sản, là đòi mượn quần xì của Lisa để gửi qua cho Trầm Lũ đội lên đầu cho đỡ nhục. Phe Trần đội quần đã cho nhiều người lên mạng xã hội nói rằng phải nên gửi cái quần xì của Lisa để về cho đội lên đầu của Trầm Lũ cho bớt nhục, để bớt bệnh lũ. Cả phe công an ngồi trên bàn nhậu nghe xong thì cười bể bụng và còn thúc thằng Trần đội quần mau gọi cho Lisa để mượn quần Silip cho Trầm Lũ đội dầu. Thằng Tô Lâm còn xung phong lo chuyện gửi cái quần xì từ Mỹ qua tận văn phòng Trầm Lũ, ở trong bàn nhậu cười khúc khích. Tiền shipping bao nhiêu Tô Lâm bao hết. Trầm Lũ được nghe đàn em kể lại thì nổi giận đùng đùng, gọi thằng Phát Niễn lên để mở chiến dịch thanh trừng Lê Thanh Hải, chứ không chịu nổi cái nhục đội quần quá lớn. Vì vậy mà Phát Niễn và ban thanh tra Trung ương mới mở lại chiến dịch tấn công vào Vũ Thủ Thiêm để đặt phe Lê Thanh Hải mà gỡ nhục cho Trầm Lũ. Phát Niễn thừa biết là nếu Trầm Lũ bị nhục đội quần, bị thất thế trong bộ chính trị thì cái ghế thủ tướng của nó sẽ bị lung lay, nên lập tức kéo cả bầy đàn em đã vô tới thành phố Hồ Chí Minh uống máu kinh để chỉ đạo thanh trừng Vụ Thủ Thiêm. Phát Niệm phát pháo là phải nhìn thẳng vào sự thật ở Thủ Thiêm, nghĩa là phải lôi những thằng nào cướp đất ra để mà xử, trong đó có Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài, ngoài ra còn có phe Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải cùng dính vô, nên phải lôi ra cho hết. Đây là đoàn thăm dò khai vị của Phát Niệm để chuẩn bị cho chiến dịch tầm tấn công vào Thủ Thiêm để treo cổ hết phe Nam Cộng. Thế cờ bất ngờ thay đổi vào phút 89 với sự tham gia của Phát Niệm vì có Trầm Lũ đỡ đầu. Màn kịch Thủ Thiêm, chúng ta sẽ nhìn xem có những chuyện ngoạn mục bắt đầu xảy ra vì đụng tới những keo cũ, mà vấn đề là kêu bằng là của Đảng Cộng sản. Thời gian không cho phép. Lisa hẹn gặp lại quý vị và các bạn với nhiều tin tuyệt mật. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.